Kể từ ngày xưa không phải bây giờ, cách đây nhiều năm, tôi từng yêu một người rất nhiều. Vì yêu người đó nên mọi lỗi lầm sai trái của người ấy tôi đều có thể bỏ qua. Vì tuổi trẻ dễ dàng tha thứ hay vì thời thanh xuân ngây ngô ấy xem trọng tình yêu hơn cả bản thân mình tôi cũng không rõ nữa. Những cô gái trẻ thường mang trong mình thứ tình yêu ấy, chỉ cần anh ấy ở bên mình, vui vẻ, hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Người đó đối xử với tôi không tốt đến mức người đó cũng cảm thấy điều ấy rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn cố chấp ở bên cạnh. Cho đến một ngày, bỗng dưng tôi không cảm thấy yêu người đó nữa. Tình cảm dường như chỉ sau một đêm đã tan biến sạch sẽ rồi. Chẳng vì lý do nào cả, không cãi cọ, không cây gỗ, không người thứ ba, không hiểu lầm, không tranh chấp, không gì cả, chỉ đơn giản là cảm thấy không còn yêu thương, không còn rung động. Chỉ đơn giản là muốn buông tay, muốn chúng ta chỉ là bạn bè thôi, đừng yêu nhau nữa. Nhưng tôi không biết phải nói ra thế nào nên chọn cách im lặng. Chắc chỉ là một chuỗi cảm xúc ngắn, nó đến rồi nó đi. Nhưng dường như nó chỉ đến chứ nó không chịu đi. Nó cứ ở đó, người đó bỗng nhiên đối xử với tôi rất tốt, rất ân cần, chu đáo, không giống như anh ấy vốn dĩ. Anh ấy càng tử tế tôi càng không nỡ. Nhưng trong lòng cứ hỏi hoài những câu: tại sao? Tại sao khi em còn yêu anh không đối xử tốt với em như thế? Sao bây giờ anh không cư xử thật tệ cho em dễ dàng buông bỏ để ra đi? Nếu còn yêu nhau, khi được người yêu đối xử ngọt ngào, bạn sẽ hạnh phúc. Nhưng khi đã hết yêu rồi, nhận được sự chăm sóc ấy, bạn đơn giản chỉ là thấy ái ngại mà thôi, hoàn toàn không muốn tiếp nhận. Thứ tình yêu ban đầu xinh đẹp và tròn trẻ, đừng biến nó thành nghĩa địa để ở bên nhau chỉ vì không nỡ mà thôi. Một cuộc hẹn bạn có thể tới trễ, nhưng có những thứ trên đời, bạn trễ có nghĩa là bạn chấp nhận phải từ bỏ nó thôi. Tình yêu là thứ trễ chuyến không thể đổi vé về rồi. Và rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Chúng tôi chia tay. Chia tay trong lặng lẽ. Chia tay không phải vì ai đúng, ai sai, ai có lỗi. Chỉ đơn giản là vì tình yêu không thể đến từ một phía. Một người đã hết yêu, không thể chỉ một người cứ cố gắng một mình là được. Nhiều năm tháng sau khi chuyện đó qua đi, tôi vẫn mãi miết băn khoăn suy nghĩ. Tôi là người nặng tình, từ trước đến giờ khó khăn trong buông bỏ. Sau một buổi sáng, có thể chỉ đơn giản thấy không còn yêu nữa là cạn hết yêu rồi. Đi qua nhiều quãng đường đời, tôi mới chợt nhận ra rằng không thứ gì trên đời này là tự nhiên sinh ra và tự nhiên biến mất đi, bởi những tổn thương chồng chất mà người đó gây ra cho tôi. Ngay cả khi tôi nói chấp nhận, tôi không để tâm, nhưng nó vẫn đi sâu vào tiềm thức và sống mãi trong tâm trí. Sâu thẳm trong tôi, người đàn ông ấy vẫn là như thế, đối xử với tôi tệ bạc, làm tan nát trái tim tôi. Tổn thương ấy, đau lòng đó ngày một lớn lên và khiến tình cảm của tôi từng có nguội lạnh rồi tan biến. Tôi chia tay một cách rất bình yên. Trong chuyện tình cảm, điều đáng sợ nhất không phải là người ta hận mình, người ta ghét mình, người ta oán trách mình, người ta chửi rủa mình, người ta căm thù mình, mà chính là đối với họ, tình cảm dành cho mình giống như chưa từng tồn tại. Đối diện với mình, người mà họ từng yêu, họ vô cảm, hoàn toàn vô cảm. Buồn nhất của chia ly không phải là còn yêu nhau nên dây dứt, mà chính là thứ cảm giác người mình từng yêu nay đã xem mình như kẻ xa lạ, người dưng. Có rất nhiều cặp đôi giống tôi như ngày ấy, người con gái hoặc thậm chí là người con trai không còn muốn ở bên đối phương của mình nữa. Họ âm thầm chịu đựng cảm giác muốn buông bỏ nhưng không nỡ, chẳng có lý do nào. Họ đấu tranh với bản thân chỉ mong sao được giải thoát. Nhưng rốt cuộc thì có phải đối phương của họ ở một giây phút nào đó trong quá khứ đã hằn lên tâm trí họ một vết xước không thể nhạt phai, vết xước đủ dài cho trái tim nguội lạnh? Tình yêu như cây non, không nuôi, không chăm bón, chẳng thể nào lớn lên mạnh khỏe. Xét cho cùng thì điều gì trên đời cũng có nguyên nhân của nó. Nếu yêu một người, muốn gắn bó cả đời với họ thì đừng làm cho họ tổn thương. Cố gắng, nếu trót làm họ buồn thì hãy xoa dịu nó, chứ đừng giày xéo thêm. Một vết xước đầy nghiến mãi có thể thành vết thương sâu. Nó rất đau và mãi mãi không bao giờ lành lặn.